Làm sao để mình nhận biết được một người đàn ông chung thủy? Hay làm sao để anh ta chung thủy với mình đây? Nếu như đây là vấn đề các bạn thắc mắc, thì clip này sinh ra là để dành cho các bạn. Điều đầu tiên chúng ta cần làm rõ, đó là chung thủy không phải là thứ mặc định, mà chung thủy sẽ là kết quả của một mối quan hệ tốt. Bạn có thể có mong đợi người bạn trai, bạn gái của mình sẽ chung thủy với mình. Tuy nhiên, đó là cái mong đợi của bạn. Còn cái cảm giác của anh ta có muốn ở lại với bạn hay là có mình bạn hay không mà mới tạm gọi là chung thủy đó, thì sẽ không gì mong đợi của mình mà nó xảy ra. Nó sẽ xảy ra khi mối quan hệ của hai người tốt. Ví dụ, bạn có thể mong đợi con bạn ngoan, nhưng nó ngoan hay không là do mình có nuôi dạy nó đúng cách hay không. Bạn có thể mong đợi cái tô bún bò mình nấu nó ngon, nhưng nó ngon hay không là do bạn có nấu nó đúng cách hay không. Chứ bây giờ mình lỡ cho gia vị phở vô thì làm sao mà nó ra được một tô bún bò ngon. Vậy thì vì sao mới lại nói như vậy? Là vì khi chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể mong đợi người khác chung thủy với mình, nhưng khi chung thủy nó chỉ xảy ra vì nó là kết quả, thì chúng ta sẽ tập trung vào đúng cái điểm hơn. Chúng ta sẽ rất khó đạt được kết quả điều gì đó khi chúng ta không biết được nguyên nhân gì khiến nó xảy ra. Vậy thì cái thứ chúng ta cần tập trung ở đây, đó là không phải người chung thủy có những dấu hiệu nào, mà là điều gì sẽ dẫn đến một người họ muốn chung thủy với mình. Thì ở trong phương diện tình cảm, chúng ta sẽ chỉ thật sự thấy đủ đầy nếu như hai nhu cầu này được đáp ứng. Đó là nhu cầu mình được yêu người ta và nhu cầu mình được người ta yêu mình. Nếu trong tình cảm đó có mỗi mình bạn yêu anh ta thôi mà anh ta thì không yêu bạn, thì anh ta cũng sẽ không ở lại, mặc dù bạn đối xử rất tốt với anh ta. Vậy thì đến đây, các bạn sẽ thắc mắc rằng, vậy thì mình cần làm gì để anh ta yêu mình hả My? Thì cái câu trả lời rất đơn giản, đó là bạn cần có những nhóm hành xử xây được cảm giác yêu cho anh ta. Thì sẽ có 3 nhóm cơ bản là trước khi anh ta đến, khi anh ta đến và khi hai bạn đã quen nhau. Vậy thì My sẽ đi qua cái nhóm đầu tiên trước, đó là trước khi có bất kỳ người đàn ông nào đến với bạn. Thì bạn phải là cô gái tự có những cái niềm vui trong cuộc sống, thăng bằng, giá trị. Điều này sẽ giúp bạn không bị đổ sớm và dễ bị phụ thuộc tình cảm khi có người tiếp cận mình. Có nhiều bạn hỏi My, vậy thì khi nào mình mới biết được mình là người đủ thăng bằng giá trị rồi? Đó là khi không có người đàn ông nào đến bên cạnh bạn, bạn vẫn ổn và bạn cũng không quá thèm khát đến với bất kỳ một người đàn ông nào cả, thì mới có thể nói đã đủ thăng bằng giá trị rồi. Và nhóm thứ hai My sẽ đi qua, đó là khi có người đến với mình. Vậy thì khi có người đàn ông nào tiếp cận với các bạn, thì bạn sẽ không đốt cháy giai đoạn, mà bạn phải đi đúng cái lộ trình hẹn hò. Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu bạn đốt cháy giai đoạn? Có những thứ phải đủ thời gian chúng mới xảy ra. Và nếu bạn đốt cháy giai đoạn, thì đồng nghĩa là sẽ có những yếu tố bị mất đi khiến anh ta không ra được cảm giác yêu các bạn. Vậy thì nhóm thứ ba mình sẽ đi đến, đó là ở trong giai đoạn quen nhau thì mình cần làm gì? Đó là phụ nữ mình phải có những nhóm hành xử đúng, như không quan hệ sớm, không theo đuổi, tránh gây áp lực tổn thương, vân vân. Những cái hành động đó sẽ giúp cái mối quan hệ của mình đi theo hướng tích cực, thuận lợi để cảm giác yêu được xây lên. Vậy thì mình sẽ chốt lại, để người đàn ông chung thủy thì anh ta cần yêu bạn, và những cái nhóm xây được cảm giác yêu đó cho anh ta, đó là thứ nhất là khi không có anh ta, cô gái vẫn có cuộc sống thăng bằng giá trị của mình. Thứ hai là khi anh ta tiếp cận cô gái thì cô gái không đốt cháy giai đoạn. Và cuối cùng là khi quen nhau, cô gái có những nhóm hành xử đúng. Đến đây, My biết là sẽ có nhiều bạn không đồng tình với My. Các bạn bảo là lăng nhăng là bản tính của đàn ông, không bao giờ thay đổi được. Mình đã làm tốt tất cả, anh ta vẫn lăng nhăng đó My. My sẽ giải thích. Thứ nhất, lăng nhăng không phải là bản tính. Vì nếu là bản tính thì tất cả người đàn ông trên thế giới này đều lăng nhăng hết. Vậy thì chẳng khác gì mình nói đàn ông là xấu. Vậy thì mới hỏi các bạn, vậy thì bạn yêu để làm gì? Bạn yêu để làm gì khi bạn biết kết quả là vậy? Sao bạn đâm đầu vô cái chỗ thiệt chứ vậy? Nên lăng nhăng không phải là tính, mà là kết quả khi mối quan hệ không tốt mà thôi. Có người đàn ông lăng nhăng không? Mình nói có người đàn ông lăng nhăng. Và đằng sau đó là cả một câu chuyện bạn không nhìn thấy được. Ai cũng có cái tiềm năng điên ở trong người hết trơn á, không ai là bình thường 100% hết á. Vậy thì chẳng lẽ mình không chơi với con người sao? Nếu đủ yếu tố làm chúng ta bị điên, chúng ta sẽ quá điên. Và đằng sau mỗi người điên đó là một câu chuyện khác nhau mà chúng ta chưa nhìn ra. Tiếp theo, đến điều thứ hai. Các bạn nói là mình đã làm tốt tất cả rồi nhưng anh ta vẫn lăng nhăng. Nếu bạn là người trong trường hợp đó thì bạn cần phải xem lại thật sự mình đã làm tốt chưa. Mình từng được nghe một câu thế này:
mình chỉ có thể nghĩ tương ứng với cái tâm trí của mình. Nên rất có thể bạn chưa làm đủ tốt, nhưng bạn nghĩ vậy là tốt rồi. Còn nếu bạn là người ngoài nhìn vô, thấy cô ABC nào đó chu toàn hết cho anh người yêu nhưng ảnh vẫn không chung thủy, thì coi chừng cái bạn đang nhìn nó không đúng, hoặc bạn chưa đủ sức để nhìn ra. Bạn không phải là họ, nên mọi thứ bạn nhìn nó không thật sự là như vậy đâu. Thứ ba, tiếp theo nè, là nếu bạn thật sự đã làm tốt hết mức rồi nhưng anh ta vẫn lăng nhăng, đó là nếu thôi đó, thì bạn buông một cái một không một chút đau. Nhưng thường là những người phụ nữ đó sẽ không gặp những chuyện như vậy. Vì người đàn ông nào dớ được cổ, ta nói quý như vàng, người ta nâng niu còn không hết. Vậy thì nếu là Mi sẽ làm gì? Như Mi đã nói, người đàn ông chung thủy thì sẽ không có dấu hiệu để mình nhận biết. Vì chung thủy nó là kết quả sẽ xảy ra nếu anh ta yêu bạn. Vậy thì cái việc duy nhất Mi cần tập trung, đó là Mi cần đi đúng cái lộ trình hẹn hò để xây cảm giác yêu cho họ. Mà thôi, Mi không thể quyết định người khác sẽ đối xử với mình như thế nào, nhưng Mi quyết định được mình sẽ làm gì trong cuộc sống của mình, mình sẽ làm gì tiếp theo. Đừng chỉ vì những người đàn ông không chung thủy nào đó mà bạn còn không nhìn rõ được cái câu chuyện đằng sau đó, mà chúng làm bạn bị động trong cuộc sống.